Vâng, chào các bác. Thì các bác vẫn nhớ thì mấy hôm trước á, em có một lô DK 9000 mà cái bản đặc biệt á, nó dùng cái phần mềm của thằng X8 các bác nhé. Thì cái lô đó em về bán rất là nhanh, thực sự rất là nhiều bác đã ủng hộ, rất là lô luôn. Hầu như em đã bị lỗ đơn và đấy, và phải xin nhờ nhiều bác là chuyển đổi sang vàng 3G audio. Đấy, thì hôm nay em về tiếp một lô. Thì hôm nay em về tiếp một lô DK, nó cũng là DK đa đăng kinh, DK 9000. Đấy. Nhưng đây là một bản không phải bản dùng phần mềm của X8 nữa các bác nha. Đây là bản của hãng và hãng DK họ viết phần mềm và viết riêng cho của họ. Đấy. Thì em cũng không biết là họ có hay hơn hay không, hay là họ trâu chốt hơn cái gì đó. Thì em không biết đó là sự thật. Nhưng cái giá thành của nó thì lại nhập cao hơn. Đấy các bác nha. Nó cao hơn của thợ cái bản DK bản đặc biệt kia. Như là nói cái bản đặc biệt kia là bởi vì nó tiện lợi một cái ấy. Đó là nó dùng được phần mềm của X8. Và cái bản này, để bản DK 9000 này thì họ chỉ sử dụng phần mềm của DK thôi. Và mặc định là phần mềm đặc quyền độc quyền của DK họ biết ra các nha. Thì cái con này á, giá em bán ra em nói luôn đó là 2 triệu chưa bao ship. 2 triệu chưa bao ship. Cái bản DK đặc biệt hôm trước em bán cho các bác á, là chỉ 1 triệu 900 ngàn thôi. Đấy. Thì cái bản này em nhập cao hơn. Ở bản này thực sự lúc nào nó cũng cao hơn. Thì em nhập cao hơn thì đương nhiên giá nó sẽ cao hơn. Đó là 2 triệu chẵn. 2 triệu chẵn và chưa bao ship. Thì nó cao hơn tiền vậy không biết là nó có hay hơn có hơn cái gì không thì em cho các bác xem luôn. Và đây là nội thất của cái con bản DK 9000. Mà cái bản này là bản độc quyền của hãng DK các bác nha. Độc quyền của hãng DK Đa Đăng Kinh. Và họ viết phần mềm gì của họ và họ cho chút cho từng sản phẩm của họ đấy. Thì cái bản này là các bạn giống cái một đứa con riêng vậy, không phải con riêng đấy, một đứa con nó cái là con cưng của họ, nên họ cho chút khá là tỉ mỉ. Cái bản DK đặc biệt nó đã rất là ok rồi, rất là đẹp rồi, nhưng cái bản DK này thực sự em không biết là nó hay hơn hay không, chưa cảm nghĩ. Thì em cài thực sự thấy con nào em cũng hay như nhau cả, không biết nó có hay hơn hay không, em chưa chưa cảm nhận thấy nó hay hơn hay là sao. Nhưng mở nắp ra thì chúng ta đập mở mắt chúng ta ngay lập tức nó có sự khác biệt. Đó là cái bản DK đặc biệt đấy, chúng ta chỉ thấy nó chỉ có một cái nguồn nguồn tròn thôi, nguồn xuyến thôi đúng không ạ, nó chỉ có một nguồn thôi. Nhưng cái bản DK mà quân cưng của họ thì họ lại cung cấp cho tới hai cái nguồn, trực tiếp hai cái nguồn, và trên hai cái nguồn mỗi nguồn nó đều có in rất là rõ tên của DK luôn đấy, DK luôn. Và đây vậy DK đăng kinh thông số luôn, thì họ rất là chu chút cháu chút từng chút một còn như rất là kỹ, vách ngăn để mà cách nhiều từ cũng có đấy, rất là ok. Đây là bo, cái bo này là bo vi xử lý. Thì chúng ta để ý, nếu như trên cái bản của bản đặc biệt á, là cái bản nó gọi là bản quốc tế, tôi gọi là bản quốc tế cho dễ hiểu nha, thì cái bản đó họ không hề giấu cái con chip này các bác nhé, họ không hề giấu, họ ghi họ cho chúng ta biết ngay đó là chip của thằng chip gì nhỉ, để em quên mất tên này, chip đó là chip con chip thì tự nhiên hôm nay quên mất tên, ngày nào cũng nhớ mà hôm nay lại quên mất. Thì con chip vấn đề họ không hề giấu tên chúng ta, họ để công khai chúng ta đã biết luôn. Nhưng đến với cái con cưng của họ, cái con đứa con cưng của họ thì họ toàn bộ chúng ta họ đã bị xóa xóa tên các bác nha. Đấy. Họ đã phủ lên là một cái lớp keo, không biết cái lớp keo này không cạo được các bác, nó chết luôn rồi. Nếu chúng ta cạo được lớp keo này thì nó mất chữ luôn này, thì hoàn toàn chúng ta không thể biết được tên của hai con chip này. Đấy, hai con chip này chúng ta hoàn toàn không thể biết được. Đây là một đứa con cưng chính vì vậy độc quyền của họ. Cái này là cái hàng độc quyền của họ, chính vì vậy họ giấu chúng ta và hoàn toàn không ai thể sao chép được. Đấy, những cái quân độc quyền này, những cái quân mà chủ lực của họ họ đã giấu tên hết, đấy, và phủ kêu hết lên. Và hoàn toàn chúng ta không thể biết tên được của nó. Đó là một điều chắc chắn các bác nhé. Đối với cái bản DK đặc biệt ấy, thì họ để công khai luôn. Họ để công khai cho chúng ta luôn. Bởi vì thực ra họ dùng chip của con X5. Đấy, chính vì vậy họ không có giấu. Họ dùng chip của con X5 luôn. Và họ sử dụng phần mềm của con X5 luôn, nó là X5, X8 nó như nhau rồi các bác ạ. Chúng ta gọi chung đi. Thì họ sử dụng toàn bộ những con chip linh kiện của cái con X5 để họ họ phát triển. Nhưng chính vì vậy họ không cần giấu. Còn đây là cái một cái đứa con riêng của họ, một cái đứa con cưng của họ. Đấy, nếu chính vì vậy họ không bao giờ họ để lộ cho chúng ta biết nó là những cái gì. Và không có ai có thể sao chép được cái này các bác nha. Hoàn toàn không thể sao chép được. Cái con này thì đặc biệt các bác đã nhìn, hoàn toàn nó là tụ nhôm. Bác nhìn này, tụ nhôm hết. Đấy, toàn là tụ nhôm. Đã không? Toàn bộ tụ nhôm nhá. Đấy. Cái tụ này là không tính tụ lòng quần, không tính. Thì toàn bộ nó là tụ nhôm, rất là đẹp luôn. Và đây là bo trung hũ. Bo trung hũ họ sử dụng toàn bộ tụ nhôm. Bác nhá, toàn bộ tụ nhôm.
và những con chip xử lý đấy, và những cái con mạch xử lý họ đều gắn lên đây đấy, chúng hữu. Đây là cái bo độc quyền của DK các bác nha. Thì cái bo này em thấy giống, nó cũng giống trên cái bo độc, cái bo trên của các thằng DK 9000 mã đặc biệt, nó giống, em cảm giác là nó giống. Đúng này. Tại em thích nhất em bán hết rồi, không có con nào đây để so sánh cho các bác. Nhưng mà nó giống, em nhớ là nó giống và hoàn toàn không khác đâu. Đấy, thì cái bản DK đặc biệt và cái bản DK quân cưng của cái hãng DK thì nó khác nhau như vậy thôi. Vậy. Và hoàn toàn nó cũng không khác nhau nhiều đâu. Mặt trước thì nó khác thế nào? Mặt trước thì nó khác cho chúng ta đây. Đấy, nó cần trôn này. Em nhớ không nhầm là cái nút control của cái bản đặc biệt thì nó nằm ở bên đây luôn, ba phím nó nằm bên cạnh nhau và cái phần toàn bộ cái phần này họ chuyển hết qua bên đây, họ chuyển hết qua bên đây, đúng không ạ? Thì cái bản này, cái bản của họ, cái bản DK mà dùng phần mềm của DK thì họ lại chuyển cái phím control ra bên gần phía màn hình hơn đấy, và hoàn toàn nó không khác nhau gì bạn nha. Đấy, về cái bản mặt sau cũng y chang nhau, không khác nha, mặt sau không khác đâu. Đấy, mặt sau đây cũng giống như y chang thôi, nó có tới 5 cổng mic, năm cổng mic các bác nha. Đấy, thì cũng y chang, có 6 cổng tín hiệu ra. Đấy, 6 cổng tín hiệu ra, còn sau cũng là DK, hoàn toàn nó giống nhau thôi, không khác gì cả. Đấy. Mà đặc biệt một cái nó hay là nó dễ sử dụng hơn cái bản DK đặc biệt ở một chỗ. Cái con DK đặc biệt á, kết nối máy tính rất là khó các bác nha. Và cái dây kết nối em không biết là nó có phải là do em lỗi của em hay là do lỗi cáp hay gì đó, nhưng mà thực sự là em có tới chục cái sợi cáp. Chủ sợi cáp, nhưng mà chỉ có một sợi cáp cái con DK đặc biệt đó nó nhận. Có thể là cái con chip ở trong cái dây nó hợp với cái con DK này nó mới nhận hay sao á. Đấy. Nhưng mà cái con DK này em cắm cắt nào nó cũng nhận cả, rất là hay. Đấy. Thì không biết là nó, cái con bản đặc biệt kia nó kiến ở chỗ nào chứ không biết. Thực sự là vậy. Em cũng không phải phải là thợ chuyên ngành của hãng DK này, em cũng không biết được là nó khác nhau chỗ nào cả. Nhưng mà cáp thì em cũng mua cùng một loại cáp cả thôi. Nhưng mà không hiểu sao mà chỉ có một sợi cáp nhận thôi. Còn chín sợi cáp kia cắm nó không nhận. Thế mới hay. Lạ thật đấy. Còn đây các bác nha, em sắp này em các bác lại biết đấy, em thích sắp này thích làm hồng tuyến lắm. Chính vì vàng em về em rất là cẩn thận, các bác này đều phải bọc ni lông, em yêu cầu họ phải bọc ni lông cho em, bởi vì giá em lấy cao hơn của họ người khác, bắt buộc họ phải làm kỹ cho em, nghĩa là hàng của em về phải bọc ni lông cho em, phải bọc ni lông cẩn thận mới được đóng gói và bỏ xốp vào đồng hoàng. Đấy. Chính vì vậy không bao giờ có cái chuyện chuyển về có cái tai nào cong hết. Bác nhá, không bao giờ, em thề các bác là không bao giờ có cái chuyện nào cái tai nào cong cả. Đấy, tai thẳng đắp hết. Chính vậy cái trường hợp những trường hợp mà bị đến khách hàng mà nó bị cong á thì hoàn toàn các bác phải hiểu ngay. Đó là do bên phía vận chuyển họ đè vật nặng hay cái gì đó thì nó cong chứ. Các bác đừng bao giờ nghĩ oan cho em đó là em bán hàng mà để cong tai mà em gửi các bác nhá. Kể cả các bác nói thật với bác này, nó cong tai em xử lý rất là dễ. Cái chuyện cong cái tai này rất là dễ xử lý. Em không bao giờ em để cong tai mình gửi khách hàng cả. Em có đâu có điên đâu, đúng không ạ? Mình muốn bán em đâu có điên. Em không hề ngu đến nỗi em để hẳn cái hàng tai cong tai kẹo này em đi gửi khách hàng. Đúng không ạ? Chính vì vậy các bác khi các bác gặp trường hợp này các bác thứ nhất cũng đừng có chúng ta là hàng bãi thì chúng ta cũng chín bộ lòng 10. Thực sự chúng ta nếu xử lý thì chúng ta xử lý cho nhau cho dễ. Thực sự cái này không dễ, không khó để mà xử lý. Các bác kê lên một cái tấm ván, kê lên cái cạnh bàn cái gì đó để bằng, xong các bác lót cho em ở bên phải đây, các bác lấy búa, các bác đàn nhẹ cái là nó về lại như cũ, vâng nha, nó đàn nhẹ cái là nó về lại như cũ thôi, nó không khó khăn gì cả. Đấy. Thì đương nhiên hàng bãi chúng ta cũng nên chấp nhận, em không muốn điều đó xảy ra, nhưng nếu không may điều đó xảy ra, thì thực sự cái này nó không đáng để chúng ta gửi lại, vâng nha, nếu gửi lại bác nói các bác em đổi các bác con khác, cái tiền cước các bác nha, mất mấy trăm ngàn tiền cước, mà chỉ vì một chút cái tai cong này mà bây giờ chúng ta phải bỏ ra vài trăm ngàn tiền cước chuyển đi nè. Và bác chuyển về cho em ạ, được chuyển đi này. Đấy. Mất phí tiền cước rất là oan uổng mà thực sự nó không đáng. Đấy. Thì bác nhá, thì chúng ta là mua hàng bãi thì chúng ta nên chín bộ lòng 10. Đấy. Với đặc biệt một em nói được một cái. Ví dụ đây. Những cái nắp đây. Cái nắp đương nhiên là cái mặt em sẽ cố gắng bỏ đẹp cho các bác là cái nắp nhiều khi á họ xếp với nhau nhiều quá. Họ xếp đè là nhiều quá thì nó phải chảy một chút thế này. Thì đương nhiên. Nếu mà em thợ em nó để ý á thì em hẹn thì họ sẽ tốt lại, đương nhiên chúng ta sẽ không biết, không sẽ không lộ đâu, nhưng nhiều khi em không quản lý hết được cái thợ họ vội, đôi khi họ đóng thì có nên có sót một hai vết chày nhỏ nhỏ thì chúng ta cũng hỗ trợ em, thực sự là vậy, chúng ta con này không khó, các bác có thể lấy một chút sơn mà các bác tốt rồi mà nó không vấn đề gì cả, chúng ta đây hàng bãi mà không phải giá trị đến mức vài chục triệu, nếu mà em thề các bác nếu mà khi em bán sau này em khi em có tuổi một chút em chuyển sang em bán dòng loa nghe nhạc
thì em đảm bảo các bác không xích một chút nào luôn. Bởi vì dòng loa nghe nhạc rất là kỹ và cái giá thành nó cao thì các bác đòi hỏi chuyện đó là ok. Em chấp nhận. Chất xéo em bác gửi lại cho em. Nhưng đây là những dòng loa karaoke, những dòng sản phẩm karaoke và giá thành nó cũng không có cao đến mức như thế mà chúng ta bắt buộc phải độ sự tỉ mỉ như thế. Thì nếu không may cái chuyện xảy ra, chuyện những cái chuyện không may những cái vất xước những cái gì gì đó thì chúng ta có chín bộ lòng người thì chúng ta hỗ trợ nhau thôi. Đấy, chứ còn bác nào thực sự khó khăn thì em ok, em vẫn kể cả các bác không lấy hàng gửi lại em hoàn tiền luôn. Đấy, em không bao giờ lấy tiền của ai. Nếu các bác nào bảo là em đã lấy tiền của ai rồi em thề em không bán hàng nữa. Đấy, chứ còn không phải là mấy đồng bạc gì cả đâu. Đấy. Bảo hành em nói và bảo hành là một đổi một chứ không phải không có hàng đổi một thì em đổi cho các bác hàng khác tương ứng tiền. Chứ không có chuyện là đợi bắt các bác phải sửa. À, có những bác em đã nói là không may em quên được các bác gửi về và bác không 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 gọi cho em dặn em nhiều thì đôi khi đó, hàng em bác biết đấy, thực sự cái kho và cả cái sân này em bây giờ quá nhiều hàng thì đôi khi bưu điện họ chuyển hàng về và họ cũng em không có nhà thì họ cứ vứt ở đó thôi và đôi khi nó lẫn vào trong những nhiều rất là nhiều hàng thì thợ em không biết họ đã bóc ra bóc những thùng hàng đó ra thì đương nhiên mất mất cái tên ngay, mất cái tên mà em sẽ không biết là ai cả đấy. Thì đương nhiên có những suất những ai đó bảo hành cho em ấy, thì vui lòng gọi cho em, gọi cho em và cho em cái mã bill đó, em sẽ tra cho hệ thống. Nếu cái hàng đó trên hệ thống đã về nhà em rồi thì em sẽ gửi các bác họ hàng khác ngay, ok nhé, rõ ràng vậy đấy chứ không vấn đề gì cả. Còn em nhắc lại cái hàng này em bán là 2 triệu chẵn, 2 triệu chẵn các bác nhé. Bản đặc biệt em bán chỉ có 1,9 triệu thôi, bản đặc biệt chỉ bán 1,9 triệu thôi, nhưng cái bản này của DK em bán 2 triệu các nhé. Đấy thì bác nào mà thích bản nào thì lấy, thực sự nếu là bản đặc biệt thì bác nào thích bản đặc biệt thì vui lòng đợi em sẽ cố gắng em săn lùng một lô nữa. Đấy, còn bác nào mà thích bản này thì thêm 100.000 để chúng ta lấy để sử dụng mà nghe. Đấy, tiền cước không nhiều, tiền cước con này nó chỉ tầm khoảng độ 65.000 vào Sài Gòn đấy, còn các tỉnh gần hơn thì nó sẽ gần rẻ hơn một chút đấy. Còn bác nào bảo là bán mắc cái này thì bác mắc các bác đừng mua em, nếu em bán mắc các bác đừng có mua của em ok đấy, chỗ nào rẻ hơn các bác mua, bởi vì chúng ta là người đi mua hàng, chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có quyền tìm hiểu đấy. Em bán 2 triệu và trường hợp không bao giờ quá, kể cả xa máy cũng không bao giờ quá nó 100.000 tiền cước. Đấy, thì chỉ ví dụ tối đa thì chỉ là 2,7 triệu, đúng 2,070,000. Đấy, còn đang đảm bảo cái con này không ông nào bán rẻ được cái giá đó. Đấy, bác nha. Đấy, bán em bán hàng em khác, hàng tuyển đương nhiên nó sẽ đẹp. Đấy, còn đương khi những người khác họ lấy tù mù đi thì có thể nó chảy sức một chút kệ, đó là ai lấy loại nào lấy thôi. Còn đương nhiên em bán với một số bác là lấy hàng của em bảo các bác lấy ở đâu cũng được. Đấy, người ta bán bao nhiêu kệ em không quan tâm. Đấy thì các bác cứ tự tham khảo, các bác lấy của họ cũng được, dễ được 1% các bác cứ lấy. Còn lấy hàng của em thì nó thế đấy, chắc chắn hàng em sẽ hơn cái gì đó, em sẽ bán giá cao hơn. Còn các bác cứ lấy về các bác sẽ biết. Đấy, thì khi các bác nhận hàng của em, thực sự các bác nó gọi điện, các bác thực sự không chê được cái gì cả. Đấy, nói thật các bác luôn, cái giá tiền em cao hơn, những cái nào em bán cao hơn nó phải đẹp, còn nếu mà em bán thấp hơn thì nó sẽ bằng hàng người ta. Đấy, em khẳng định. Ok các bác nhé. Đấy thì em về được hình như là 23 con đấy. Ba bác nào ok loại này thì gọi liên lạc cho em nhé. Đấy, chào hẹn gặp lại ở những clip sau. Chào các bác nhé.